Và các bạn chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio, chiếc yêu đồng hồ trên toàn quốc. Thì hôm nay thì em có giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ Thụy Sĩ nha quý vị. Thùng dài của Thụy Sĩ, đây là con cổ của Thụy Sĩ quý vị. Cái hoa văn này bằng đồng nha, hoa văn bằng đồng hết, cổ của Thụy Sĩ. Thì đặc trưng con này thì nó giống như những con 30, 96, 98 của Odo. Thì nó là gồm 6 gông và 6 búa. Thì nó đánh rất là hay quý vị. Hai lỗ cót nó gồm một hai lỗ nó thuận chiều kim đồng hồ và một lỗ ngược ha quý vị. Thì trên cái củ gông thì nó có đóng cái logo chữ thập này ha, của Thụy Sĩ ha. Đây. Rồi bây giờ mời quý vị nghe cái tiếng chuông. Đây là cổ của Thụy Sĩ quý vị, rất hiếm. Đây, như vậy là nó đã đúng rồi đó quý vị, nó đã điểm chuông đúng. Bây giờ em sẽ xoay lại tới 60. Số 6 chứ. Số 6 thì nó sẽ điểm hai hồi. Đấy, đó là cái cách chỉnh mà khi mà cái nó bị lệch nha. Đấy, cái cách chỉnh khi mà cái nó gõ nó đờn lệch. Đấy. Bây giờ nó sẽ gõ điểm 3 hồi. Đấy, chính xác rồi đó quý vị ha. Bây giờ nó sẽ điểm 4 hồi và cộng với điểm giờ ha. Chuông quá hay quý vị, đánh như audio luôn. Chuông quá hay. Con này có cái mức giá rất tốt cho một con Thụy Sĩ quý vị. Giá 6 triệu 8 thôi. Quý vị và các bạn nào sưu tầm thì con này rất đáng chơi. Về cái độ đẹp ha. Về cái độ đẹp rất đẹp quý vị. Thùng quách thì quá đẹp rồi. Máy móc, máy lớn, nguyên zin hết. Đấy. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.